Con nha cả nhà. Rồi. 10 ke. À. 10 ke anh. 10 ke. Bây giờ em này là tỉnh ngủ rồi đúng không? 10 ke. À, nãy giờ buồn bây giờ là vui rồi đó. Vui không? Giờ còn mấy con? 2 4 6 con. Anh. Rồi. Giờ còn 6 con cút mình mua luôn ơi. Hả? À? 6 con cút. Không mua. Không mua, không mua. Trời, bây giờ bỏ mũ ra còn đẹp hơn nữa ha. Mắc cỡ quá. À, nổi tiếng luôn nha. Mắc cỡ quá anh ơi. À, mắc cỡ gì đâu, từ từ sẽ quen lắm. Đây. Đây. Chẻ ké nha cả nhà. Rồi làm. Rồi. Đây là chẻ ké. Rồi làm tiếp thị đi. Chẻ ké đỏ nha cả nhà. Rồi. Dạ. Đây, rồi, còn gì nữa nè? Ghị. Rồi, ghị. Ghị. Rồi. Ghị nha cả nhà. Rồi. Ghị nè. Rồi. Ghị nè. Rồi. Chị bán ghị xin gái cho ta. Cho đây anh. Lát chia cho em đó nha anh. Rồi. Rồi. Đánh ơi, xưa đi coi. Tiếp thị luôn ơi, làm tiếp thị luôn nha. Bẻ đi. Nhiêu con? Con cắt đi 15 con. Rồi. Anh. Rồi. Okay. Chị nào đẹp gái? Đó, chị nào cũng đẹp gái mà. À, chị nào cũng đẹp nè. Ở đây cần người mẫu không mà. À, người mẫu mà. Chợ này hợp chợ có muộn hả chị ha? Dạ, quay bên. Ủa bán vừa vô chợ bán á hả? Cái đó bao nhiêu một trái chị? 6 ngàn một trái. Em mua 6 ngàn tao bán lại 10 ngàn. Dạ 10 ngàn. Dừa Ninh Hòa rất là ngọt ha. Đó có người quay phim mà. Đó. YouTube thì kênh gì vậy? Ờ kênh Nha Trang Biển Xanh. Dạ. À, cái này hà mai lên kênh. À, rồi chào anh trai. Chào. Biển Xanh chứ không phải Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh chứ, chị phải đọc Nha Trang Biển Xanh mới gặp chị luôn, mới thấy chị trên toàn thế giới luôn. Rồi. Con chào chú. Ồ cái võng này lạ ghê nha. Võng này kêu bằng võng lửng á. Nửa nằm nửa ngồi. À, nó nằm lỡ lỡ đó. Cái võng này cũng có hàng độc á, giống giỡn đâu. Dạ. Hồi xưa giờ á. Mà cái thớ này là thớ độc chứ. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương lại có mặt ở Ninh Hòa đó bà con cô bác anh chị. Trưa nay thì Phương sẽ quay thôn Hội Phú, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa. Thì cái thôn này Phương chưa quay bao giờ, thì trưa nay Phương sẽ quay cho bà con khán giả xem ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Bây giờ Phương sẽ đi trên cái con đường bê tông này đến cái chợ bà con có bác chị. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Qua hết cái cầu đó là một cái ngã ba. Trước màn hình bà con khán giả là đền Hội Phú này. Đã Phương vô Phương quay cái đền một chút xíu cho bà con khán giả xem ha. Đền Hội Phú. Bây giờ Phương sẽ đi theo cái kè bên đây là cái sông này từ sông Vinh chảy xuống bà con có bán chị. Bên đây là chị này là đang thu mua bắp này, chỗ này là thu mua bắp. Hồi nãy đứng ngã ba đó là quẹo xuống là thôn Tân Du của bà con cô bác chị.
này là bán cơm vịt, nước mía. Con chào bà. Đi chợ giờ á bà? Chợ giờ này còn đông không bà? Còn đông. Dạ. Dạ, quay phim cho bà con đi xe nhớ cái làng của mình đó. Dạ, bà ở thôn nào bà? Thôn đây nè. À, thôn Hội Phú hả bà ha? Ừ. Dạ, thôi con chào bà. Đây là chị bán ở, chào mấy chị. Chị bán cơm. Rồi. Đây là chào chị bán nước mía. Dạ, giờ nằm võng rồi. Ồ, cái võng này lạ ghê nha. Võng này kêu bằng võng lửng á. Nửa nằm nửa ngồi. À, nó nằm lỡ lỡ đó. Cái võng này cũng có hàng độc á, chứ không giỡn đâu. Dạ. Hồi xưa giờ á. Mà cái thớ này là thớ độc chứ. Thớ lửng chứ, đúng không em gái? À, nửa nằm nửa ngồi. Chị bán nước mía hả? Rồi bán đỡ mùa này bán đỡ không chị? Cũng bán nửa dạ. Ly dạ. Có việc làm rồi cho nên vui mà. Dạ. Dạ. Giờ là mùa cũng mùa mưa rồi ha chị ha. Dạ. Em cũng đi quay phim ra sớm làng để cho bà con xem rồi đó. Chị ở đây lâu chưa? Ở đây lâu chưa? Dạ. Đây là coi như năm cái bến. Còn 40 năm rồi. Cái sông này có khi nào mà nước nó tràn không? Cái hồi kia là chưa có cái bờ kè đây á là dạ. Hồi ở nhà năm kia giờ mới bị sông keo hơn năm này. Dạ. Mà bây giờ có trong đó giờ mình đây ở có dạ. Đỏ đất ở đây thì bây giờ đường đây nó là bờ kè thành bây giờ nước là chỉ tới công chúa thôi, chứ dạ. Chưa tràn qua đây nữa. À, từ cái làm cái lấy kè á, từ lấy làm kè là không có tràn nữa. Chưa bao giờ tràn ấy. Dạ. Chứ dạ. Mà chưa có cái kè như kia là tràn liên tục. Dạ. Mà giờ có kè ở giờ nước xuống nó tràn mất hết nên là đâu có tràn qua đây nữa đâu. Dạ. Mấy năm nay em có thấy lụt nó luôn. Dạ. Nó đỡ nhờ nó mà chung cho nước xuống cái này thôi. Dạ. Mất hồn giờ có nữa. Rồi bên đây là hình như là con gái chị hả? Gái. À con gái nè. Rồi con gái bán cơm vịt. Giờ này vẫn còn hả? Dạ không, giờ em mới bắt đầu em. À giờ này bắt đầu mới bán nè. Giờ em bắt đầu làm rau. À. Mấy giờ em mới bán? Dạ em 10 giờ. 10 giờ mới bán ha. Dạ. Thôi chào em gái nha, em chào chị nha. Rồi, hôm nào hết giọng đỡ là cái giọng đó cho em nha. giọng. Thôi chị làm việc ha. À, cái con đường này cái hiểm đường đất này vô sâu không chị? Vô sâu có bên về hai về đó. À ngõ cục rồi. Chị này là chợ dừa là lên chợ này. À, nữa đứng à. Nữa. Nữa, lỡ lên luôn. À, lên luôn, lên chân bìa luôn nha. Nha. Dạ, đúng rồi, lên chân bìa luôn nè, đang nướng ké nè. Đó. Đó. Ồ, cái này đó. Ồ, nướng đại ha, cái món đại ha. À, cái dạ. cái lịch này em. Dạ. Ồ. Thơm dữ dằn luôn á. Thơm không? Dạ. À, chị út ngợ nó thơm. Dạ. Wow. Út ngợ nó thơm. Này, cơm nóng, đây này ăn cơm nóng ngon không? À, cơm nóng cũng dễ dẻo quá. Dạ, cơm dễ dẻo quá. Dạ, cơm mình ghét người ta ăn. Dạ, được rồi, cảm ơn chị. Vậy đó, dạ. Ghé vô ăn em. Dạ, chị bán bánh căn ở đây hả? À, bánh căn này mình dạ. Hết rồi. Ừ. Sáng à? Dạ. Giờ nướng ké ăn cơm. Ngon ha, hấp dẫn ha. Ồ, bảy hai cái thôi rồi. Cháy rồi. Sao? Rồi đây bán dừa nè. Bê buồn rồi anh biết tiếng rồi. À, bà bê lấy ngoài á hả? Dừa có 6.000 trái mà. Đây có 5 mà. Ủa 5.000 hả? Cái cô kia nói là 6.000. Nãy cô mua lên chợ là 6.000. Dạ. Dạ. Dừa Ninh Hòa thôi khỏi nói rồi. 5.000 một trái. Dạ em bán cho Trang á. Gì đây?
vừa tròi xi tròi cổ. Để chở chị bé hay. Bảy tám quầy ở nhà uống hết lên rồi đỡ uống cho bé quỷ bé gì năm ngàn anh năm ngàn hả à thường thường là cái giá cao cao là bao nhiêu một trái ô giờ hạ xuống một nửa luôn hả thôi em chào chị nha chào chị gái nha chào chị kênh của anh là kênh Nha Trang Biển Xanh. Đúng rồi, phải xem chứ, chấm vô làm gì, phải xem chứ. Rồi cho một like nha. Một like nữa nè. Rồi tới đây là thấy chị gái đang nướng ké nè, quá thèm luôn, nhưng mà bây giờ phải bận đi rồi. Bây giờ dạ, bây giờ em đi rồi, đi lên chợ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Thôi em đi nha. Bên này là bạn ngồi. Ngói Ninh Hòa nè. Này bán thuốc tây. Bên này là bán hải sản. Rồi chào chị bán hải sản. Bán rất là nhiều hải sản nè. Rồi quay cho đủ bộ luôn nè. Bên này cũng bán hải sản nè. Hả? Rồi. Hải sản. Rồi bán cái gì kia mắm nêm hả? Mắm sốt, mắm sốt. À. Keo cấp nhất. À. Ở Ninh Phú. Rồi, Hội Phú. Ninh Phú là hàng đây là keo cấp nhất. Rồi. Rồi nước chấm hải sản nữa nè. Nước chấm hải sản nè. À. Bơ bạc ao hồ nè. Rồi. Ốc hương nè. Rồi, đây đây, chiên hải sản nè. Ốc sò tươi sống là các loại nè. À, có số điện thoại luôn nè. Cái con đường này chắc buổi chiều, chiều chiều cũng đông lắm đúng không chị? Dạ. 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 Chị bán đây lâu chưa? Lâu rồi hả? Ồ, cua to dữ dằn luôn mà cái dây nó bự dữ vậy. Cua Ninh Phú là hả chị? Dạ. Sợi dây bự quá ha. À, sợi dây bự. Mà để cua đây nó dạ, cái đây bao nhiêu một ký chị? Cái đó hả? Cái đây là 200. Dạ. Còn đó là ghẹ với mình đây. Dạ. Hải sản tươi sống là con nở bên kia. Ôi, à, đây là ghẹ đây. Ghẹ tươi sống. Dạ. Dạ. Rồi. Đây ghẹ nhang, ghẹ nhang, ghẹ nhang. Wow. Dạ. Ủa mình mua là ở cái thùng này là có biển không? Đó, đúng rồi, biển ở dưới là cam đây nè. À, lệ cam, lệ cam. Không lệ cam đó, là ừ, cuối lệ. Cuối cùng đó. Cuối, à cuối cùng đó. Đó luôn à. Đây cũng chân ở dưới đó. À. Đó, vậy đây à. Từ đây xuống lệ cam cũng xe cho. Bé cây. À bé cây. Dạ. Có chỗ đường đi nó cũng khó lắm. À. Mấy giờ chị bán ở đây rồi? Mấy giờ? Đây sò. 8 giờ. Dạ 8 giờ có bán rồi. Đầy đủ giá là 6 giờ. Dạ. Dạ 6 giờ chiều. Thôi em chào chị Nguyệt nha. Rồi, cảm ơn Yến nha. Nhi. Ủng hộ quán. Dạ, dạ, mọi người biết đến đây mua ủng hộ chị nha. Rồi. Con đường thôn này kêu bằng con đường gì thôn gì chị? Hội Phú thôi, có đâu có tên gì nữa ha. Hội Phú thôi. Dạ. 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 Dạ lên YouTube Nha Trang Biển Xanh á. Dạ đúng rồi, ngày mai là có cái hải sản của mình nha. Dạ, ngày mai, sáng mai. Dạ, hầu hương. Dạ. Cái đây bao nhiêu ký chị? Hầu hương này là 35.000 đây. Dạ, 35.000. Đó, hầu hương ngon. Dạ. Ốc hương rồi này nè. Ốc hương. Dạ. Hầu hương. Dạ. Nói chung là tất cả đều đầy đủ hết. Dạ. Thôi em chào chị Nguyệt nha. Rồi, chào cô nữa. Rồi, bún bò, bò kho, phở cô Ngân. Rồi, giờ này hết rồi chị? Ở rồi. Ủa chị là cái con đường này đi đến thôn nào chị gái? Đường này đến thôn nào chị? Không cái con đường này nãy vô một cái xóm nào? Dạ. Dạ. Thôi em đi nha.
Ninh Phú, khu vực điểm tâm sáng. À, đây buổi sáng là tập trung hàng ăn sáng đây rất là nhiều. Bún cá dầm nè, chả cá nè. Giờ cũng vắng rồi, bây giờ là 9 giờ rồi. Ơi chào chị, chào chị gái. Rồi, ủa chị bán ăn sáng cái gì đây? À, ủa chị bán hàng gì ở đây? Bán bánh mì. À bánh mì. Rồi. À. Ủa đi quay cái đây làm gì vậy? Em cũng đi quay YouTube rồi á. Dạ. Quay là lên biết bạn nói vậy. Lên thì em hỏi gì trả lời đó. Nhiều lắm. Đây à, chị này hả? Còn chị này bán gì? Bán bún ké. À chị này bún ké. Anh Ninh hồi nó nói ngon á. Dạ. Được á. Dạ, chưa thấy chị nói mà thấy chị không à. Chưa quay vô nó mà nó nói. Rồi. Dạ. À, đó, à, người đó đó. Rồi bữa nay bán được không chị gái? Cũng bình thường. Cũng bình thường đó. À, sao vậy? Trời ơi. Mới nghe nói. Rồi, mới nghe cái tí à. À chị tôi hết à. À chị này là bán chè ké. Đó bún ké. Dạ. Bún ké. Dạ. À cái hàng của chị là đây. Hả? Bánh mì xong rồi. Bánh mì. Còn chị bán ngồi góc nào? Còn ông đây là bé Tàu. Dạ. Dạ. À, chị ông bỏ đi mà chỉ thấy bỏ đi rồi anh nói đi. Ủa ngay chỗ này là buổi sáng 20 hàng không ăn sáng không? Không, mấy hàng à? Dạ 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 dạ. Ở đây đa số bà con làm cái gì, làm biển hay làm gì chị? Biển có, đầm có. Dạ. Đông lạnh có. À dạ. Ô đông lạnh cũng đi xe chứ. Dạ. Lệ kem á hả? Lệ kem có đông lạnh. Tân Du là đi xuống xong mới lệ kem. À dạ. Thôi em đi nha. Giờ này tới chợ đông chứ không biết. À. À giờ này là chợ đông. Chợ này đông muộn á bà con có ác chi. Chào cô. Cô mới đi chợ về. Đi tới chợ thì khoảng 100 mét nữa. Cô đang sửa quần áo. Đây là bán cà phê nè. Bên này là bán bánh ướt. Rồi em chào chị bánh ướt. Dạ chào cô bánh ướt. Rồi bên này là bán trái cây. Chợ này là bán phở, bún cá. Ồ rất là nhiều món luôn nè. Rồi. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Đúng rồi, YouTuber. Anh quay theo cho ông lên ông có ông đây. Đi số nợ của anh. Đây, số nợ. Vô là thấy nợ rồi à. Nó mắc nợ đó, nó à. Có hai thằng chồng. À, hai chồng luôn hả? Rồi, bánh ướt đây, bánh ướt Ninh Hòa đây. Bánh ướt Ninh Hòa đây. Đây, bánh ướt Ninh Hòa. Nhưng một dĩa này nó bao nhiêu tiền? Dạ, 5 ngàn. À, 5 ngàn, 5 ngàn một dĩa này. 5 ngàn một dĩa. Em đâu có số nợ được, nhưng mà à. 10 ngàn trở lên số nữa được. À. Thấy thấy trời nhưng mà chị bán đây lâu chưa? Dạ 20 năm. 20 năm rồi, ô dữ dằn luôn á. Lâu chưa? 20 năm rồi mà cũng vẫn nghèo à. Vẫn nghèo là nghèo hả? Nghèo biết à. Rồi chị đang lật lé chùm ngay nè. Bà vừa tới hai ông chồng à. Ủa, mới bán này có một thằng chồng thôi. Rồi. Giờ bán tiếp 20 năm mới lướt lên được hai thằng chồng. Hai chồng luôn. À. Nó nhiều là do nuôi hai chồng. Rồi, là nuôi hai ông đó làm cái gì? Ông ở nhà đỡ trong lồng kính đó. À, lồng kính không ạ? Làm gì bỏ lấy đi lụng. Không làm gì đó, à. Nghèo vậy cho ông đi làm đó, tiền có đâu nghèo. À. Ta đụng hả? Ta đụng hả? À thợ sơn lần hai ông luôn. Ông xây, một ông là ông thợ. Ông xây ông sơn. Ông xây về ông sơn về mình dầu nổ
làm miễn phí hết nè, thấy không? Mà cũng còn rên là bây sao mà chắc mở than, ở gần mở than đúng không? Thôi em chào chị nha. Rồi cũng chào cô. Rồi chào cả nhà. Nữa cho nữa. Vừa đi rồi nghe cho nữa, cho quay lại. Anh em bà con cũng hay giỡn nha. Hả? À, Nha Trang biển xanh. Ngày mai á lên YouTube Nha Trang biển xanh là thấy bà, thấy mình luôn, thấy gia đình mình nè. À, trên toàn thế giới luôn nè. Đấy. Không thiếu món gì luôn. Đầy đủ luôn. Nhậu đồ có luôn. Bây giờ Phương sẽ đến chợ. Này anh Tâm nè, hồi sáng anh Tâm có đi với Phương đó, anh cũng nắng quá, anh cũng mệt nghỉ đây. Rồi, chào anh Tâm. Rồi anh ngồi nghỉ chút xíu nha. Dạ. Dạ dạ, đỡ đánh chút em quay lại. Chở thùng gì anh? Chở gì vậy? Chở thùng chở nước cơm hả? À. Dạ chào bà. Chở gì vậy bà? Chợ trong đá đông bà. Dạ. Dạ đúng rồi. Chắc anh chở hải sản đúng không? Dạ. Dạ. Ngay chỗ này có nhạc, thành ra Phương phải tắt đi bà con có bán chị. Bây giờ Phương sẽ đi vô chợ ha. Một chút nữa Phương quay ở đây đó thì Phương sẽ xuống Lệ Cam, một cái làng nhỏ ven biển, thì Phương sẽ gửi cho một cái cụ một phần quà. Cái phần quà này đó là của một cái em ở Dubai, bà con có bán chị. Cái cụ này Phương quay cũng rất là lâu rồi, hôm nay Phương sẽ ghé lại. Nên là chị bán gạo nè, rồi bán đậu nè. Rồi chào chị. Rồi chị bán bắp, bán rất là nhiều ha. Ồ giờ chợ cũng đông quá hả? Giờ chợ đông à. Đông có 11 giờ. À 11 giờ luôn. Chợ này người ta đi chợ có muộn đúng không? Chợ này người ta đi chợ muộn đúng không? À 8 giờ mới đi. 8 giờ tới 11 giờ. À. Là 8 giờ đến 11 giờ là cái giờ nào đông nhất? 10 giờ đông nhất. À. Giờ tới 11 giờ. À. Ra. À bây giờ 9 giờ 10 rồi. Chợ này cũng ít người nè. À ít người. Rồi chào cô. Bên đây là cổng chợ. À, trong lòng chợ thì người ta bán cũng ít. Chỗ này là gửi xe. Bên đây là chị bán mía nè, róc sẵn rồi. Bán chuối. Nên là giống hai chị em lắm á. Hai chị em đúng không? À, thấy giống dữ dằn luôn á. Ai chị? Chắc sinh đôi hả? 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 À, sao lứa lứa lên vậy? Ai chị? Để coi thử ai chị ta. Để coi thử nha. À, để coi ta. Ai chị ta? Khán giả đỡ, khán giả trả lời. Đây nè. À, rất là giống em bên này ha. Đây nè. Cái bán đây lâu chưa? Lâu rồi. À, bao nhiêu năm rồi? À, mình bán cái chuối nè. Đây là hai chị em hay là chỉ người nào người đó bán? À hai chị. Rồi đây bánh cho 15 ngàn. Ở mấy vùng quê đó người ta luộc bắp đó là bắp rất là vàng ha.
bắp vàng nè, ha, bắp vàng. Rồi không rắp chuối nè, không rắp mía nè. À. Rồi chào chị. Bữa giờ thấy gì? Thành đọc viên tan tẻo gì chứ không? Dạ đi lung tung hết chứ. À lung tung hết chứ. Chào chị nha. Đi đông nè. Dạ, chợ bữa nay đông hả? Chợ đây chợ Đông Phú. Dạ. Này bắp đây. Bắp Ninh Hòa ha chị ha. Bắp rất là vàng luôn, luộc vàng ha. Ủa luộc đây nó vàng có luộc cái xanh này sao chị? Dạ cái đây nó hơn về. Dạ. Dạ đây in luộc bằng củi. À. Dạ. Nó xanh là do người ta luộc trong cái son nhôm thủ thiết gì. Dạ. Ờ, chỗ này là nước mía. Ờ, chỗ này là bánh xèo. Bên này là bán khoai lang, là rất là nhiều khoai lang luôn. Đây là nem. Rồi, chào em bánh xèo. Hả? Ủa live stream là kiếm đường ong hả? Hồi giờ có ai live stream chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa, để kiếm anh nữa. Kiếm anh nữa nha. Đỡ có gì cái xin bình luận nha. Dạ. Có anh Tèo đồ đồ á. Anh Tèo, anh Bảy, anh Đỗ gì á. Anh Hải gì có bình luận nha. Trả lời giùm nha. Ủa anh là đi cái gì? Hả? Anh này cái gì? Anh là kênh của anh là Nha Trang Biển Xanh. Dạ. Đúng rồi, chưa? Đúng rồi, mai lên nha. Dạ. 6 giờ là thấy em nha. Rồi xin chào. Rồi chào chị. Chị này là bán rất là nhiều loại bánh nè. Rồi chào em gái. Này là trái cây. Rồi 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 từ 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 từ. Rồi 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 từ 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 từ. Cái chị bán thịt kêu, kêu qua đây qua đây. Rồi bán rau. Rồi này chỗ này là bán dừa này. Rồi chào chị bán trái cây. Rồi quá. Rồi chào chị. Rồi này nè, đứng trước quay không? Rồi chị nói đứng trước quay kìa. À cho người ta thèm chơi vậy hả? Rồi rồi chị. Rồi quay chưa? Rồi quay rồi. Rồi quay like lên nha. Rồi like lên. Rồi. Rồi. Ăn cuốn đây nè. Rồi. Em trồn mấy hôm này rất là đắt. Rồi. Còn thằng da sâu rất là ớt. Rồi. Còn là ăn cóc không à? Ăn, ăn cóc không à? Rồi. Ăn cóc. Rồi. Ăn cóc vào chiều sắm vàng nha. Sắm vàng. Đó. Chị em đâu đi chợ hỗ trợ giờ nó cuốn ớt lắm luôn. Rồi. Ăn nha. Rồi ăn đi. Rồi kêu rồi. Đang ăn cóc nè. Ăn cóc, ăn cóc, ăn cóc. Thế được rồi, em được rồi, cảm ơn chị. Quay bán... gì? Hả? Quay la lên hả? À, quay cho bà con xem cái chợ của mình đó mà. Em chợ mình ớ đắt không? À. Chị bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Bao nhiêu năm rồi? Bán đây 20 năm rồi. 20 năm rồi. À, mà tình hình năm nay rất là ớ luôn. Đúng rồi, tình hình chung mà. À, tình hình ớ lắm, mẹ con cô bác ở nước ngoài hỗ trợ về đây cho mấy ngàn USD đi. À. Con bé ớ rồi. Con nổ luôn rồi là ăn không à? Rồi, ăn không à? À. Rồi mà bán thêm cái này nữa hả? Cái này luôn. À. Rồi bán cái này rồi bán cái này. Rồi ăn cái này rồi leo lên đây ăn luôn. Leo đây luôn. Rồi. Con này cũng leo hết rồi, ớ luôn. Đó quay bún này. Rồi chị bán bún nè. Bánh phở nè. Bún phở nó cay luôn. Ngày con vô thì được khả năng được nè. Rồi chị vô uống luôn. Ăn uống cái gì sao chứ?
chị này vui tính ăn cốc rồi phải tạo được chứ. Chị tên gì? Dạ chị tên gì? Có đăng tên lên nữa không? Em hỏi nhiều khi bạn chị nhớ đến chị đó. Không nhớ gì đâu. Đó coi chị này tới mua rồi nè. Hả? Không nhớ anh 25 ngàn. Rồi thấy chưa? Hả? Mới quay là có khách đến liền lấy đi cho. À, có khách đến rồi nè. Rồi chị này sao cười dữ đó. Đây. Đó. Rồi chào chị, quay cho bà con sớm giềng rồi xem nha. Rồi, à. Rồi bên đây là chị bán dừa cũng hết rồi nè. Chị đứng đi ngồi cười hoài ha. Hả? À, chị ơi, chị bán dừa. À, ngồi đây cười miếng thôi mà. Thôi em đi nha chị. Rồi chị này cũng hết rồi nè. Rồi chúc mừng chị nha. Đó, quay hết là cho người ta biết là chị bán dừa đó. Sau này là bán cá. Dạ chào anh. Ờ, bên đây là chị bán dừa. Rồi chào bà con. Rồi linh hình luôn nha. Chị này bán cá rô phi. Rồi bán ké, giới thiệu bán ké nha. Chị nào đẹp gái? Đó, chị nào cũng đẹp gái mà. À, chị nào cũng đẹp nè. Ở đây cần người mẫu không hả? À, người mẫu không mà. Chợ này hợp hợp chợ có muộn hả chị ha? Ăn vậy đó hả? Ăn mẹ đơn thân không hả? Bên đây là cũng có khách mua cá nè. Chị này bán tôm. Nhiêu đó là mấy chục ngàn? 45 ngàn hả? À 50 ngàn. Ô nó nhảy ra ngoài kìa. À, quay vô để nha. Rồi bên đây là bán ghẹ nè. Rồi ghẹ nhang. Rồi xin chào. Rồi đây nữa nè, đây nữa nè. Đây. Ăn cái chữa. À, ủa đây là bà Hiếu hả? Ủa tên bà Hiếu hả? Rồi chờ sữa rồi quảng cáo luôn đi, quảng cáo luôn. Sữa nha cả nhà, 10 ngàn ly nha cả nhà. Rồi. Dạ. Rồi có bán gì nữa không? Rồi bánh bò. Bánh bò nữa nha nha. Rồi bánh bò. Hả? Cũng đi quay sớm làng rồi chợ cho bà con xem. Đúng rồi, YouTube. Rồi. Rồi cái này bao nhiêu một ly? 10 ngàn. Còn một bịch là bao nhiêu? 10 ngàn là hết là bao nhiêu tiền? Cái này 10 ngàn bịch. Cái này 10 ngàn bịch. 10 ngàn một bị. Bây giờ hết là bao nhiêu tiền? Anh mua hết ủng hộ đi mà. Không, bây giờ hỏi thôi. Bây giờ bà mua em bao nhiêu? 11. 101. 101 là mua hết là về luôn á hả? Dạ. Nhưng mà một mình ăn đâu có hết đâu, ăn giùm được không? Dạ. Ăn giùm được không? Anh mua rồi em đi cho nhóm người. Ai có đẹp nữa không? Đẹp nữa hả? Không có đẹp. Nhưng mà em nói là ăn
Anh mua một bộ rồi em phép cho những người về ở đây người ta uống cho mát cái lòng. Hả? Rồi, mấy giờ đã bán rồi? Dạ. Mấy giờ đã bán rồi? Mấy giờ bán rồi? Thôi bây giờ em mua, bây giờ cũng còn sớm mà đúng không? Thôi bây giờ mua 4 bịch thôi. Ha. Bây giờ thì mời ai thì mời đi. Ha, mình ủng hộ ít thôi. Nha, như mời chị bán thịt rồi nè. Rồi đây nè. Đây đây, 4 hộp đi. Bây giờ cũng còn sớm mà. Mời. Em tên gì? Em tên gì? Thôi lấy 5 đi. Không bé hả? Chị này bé hả? Thì em mời giùm anh. Chị em. À, hai chị em. Thôi 5 bịch đi, ủng hộ cho chị này 5 bịch đi. 5 bịch đi. Rồi. Rồi. 5 bịch đi. Ủng hộ rồi em đi cho. Rồi đây này chị em này nè, em mang chả ké nè. Rồi anh mời đó. Rồi mời. Rồi chị bán thịt nè. Rồi em bán cái gì nữa kìa. Rồi để mời em này nữa nè, em này ngồi buồn nè. À, em này ngồi đó ngồi rất là buồn. Dạ ngồi buồn nè. Đây. À, em đây đang buồn ngủ à, sao buồn ngủ? Sao vậy hả? Đó, anh Tèo, anh Bảy, anh Đỗ vậy nè. Có gì là mua ủng hộ nha. Đó, anh Bảy. Đó. Đây, anh mời em nè. Hả? Ủng hộ gì đó, anh đâu có nấu ăn ở nhà đâu. Hả? Đây, anh mời em nè. Không có trà sữa hả? À, vậy đó hả? Thôi, em mời. Rồi hết chưa? Cho cái con bí dụ để khách cho ví dụ xíu. Đây em này không dùng. Em không có dùng trà sữa. À, trà sữa hả? Sao mập hả? Cà phê ở đây có bán cà phê không? Rồi em này vui lại rồi ha. Rồi vô chợ mua ủng hộ. Cái này là cái gì em gái? Cái gì mà cái gì? Cái đó cái gì? Hả? Hả? Cái bò gù. À. Rồi. Trời ơi, bây giờ bỏ mũ ra càng đẹp hơn nữa ha. Mắc cỡ quá. Nổi tiếng luôn nha. Mắc cỡ quá anh ơi. Rồi, mắc cỡ gì đâu, từ từ sẽ quen đây. Đây. Kẻ ké nha, kẻ nha. Rồi làm. Rồi. Đây là chẻ ké. Tiếp thị đi. Chẻ ké đỏ nha cả nhà. Rồi. Dạ. Đây rồi, còn gì nữa nè? Ghẹ. Rồi. Ghẹ nha cả nhà. Rồi. Ghẹ nè. Rồi. Ghẹ nè. Rồi. Chị bán ghẹ xin gái cho ta. Cho đây anh. Lát chia cho em nữa nha anh. Rồi. Rồi. Đánh ơi, cho đây coi. Tiếp thị luôn ơi, làm tiếp thị luôn nha. Mình nạp bẻ đi. Nhiêu con? Con cắt đi 15 hộ. Rồi. Rồi. Okay. Con nha cả nhà. Rồi. 10 cây. À. 10 cây anh. 10 cây. Bây giờ em này là tỉnh ngủ rồi đúng không? 10 cây. À, nãy giờ buồn bây giờ là vui rồi đó. Vui không? Giờ còn mấy con? 2, 4, 6 con. Anh. Rồi. Giờ còn 6 con cút mình mua luôn ơi. Hả? À? 6 con cút. Không mua. Chị ơi, mấy ly vậy? 5 ly. Rồi em ủng hộ chị nè, 5 ly nha. Đây chị, rồi chúc may mắn nha. Thôi chào chị gái nha. Rồi chào em gái ơi, em gái đi rồi, đi một lèo rồi. Trời ơi, chưa chào anh mà sao đi vậy? Hả? À. Rồi chào em gái nha. Rồi cảm ơn nè. Dạ. Rồi lên thế giới luôn. Lên thế giới luôn là thấy bà con của mình làng mình luôn. Đấy. Rồi bây giờ quay nè. Đây là điểm nhất chợ mình đó hả? À, đây là bán rất là nhiều ké nè.
Em á, em ở gần đây không? Em ở thôn nào? Dưới biển là thôn nào? Ngân Hà. À Ngân Hà. Ô chạy xuống đây cũng xe chứ. Ngân Hà. Cũng xe chứ. Còn còn chị này? À Ninh Phú là gần đây. À chị này đây. Ủa mình lấy ké ở đâu? À, ở ngoài Lệ Cam á hả? À cũng gần Lệ Cam. Mai. Mai. 6 giờ nha. 6 giờ sáng mai. Rồi. Về nhà coi, về nhà coi. Về nhà coi. Rồi bán. Đúng rồi, nha trang bị xanh. Rồi chào anh trai. Hả? Lên tivi cũng được. À lên tivi á. Lên kênh nha trang biển xanh á. Đúng rồi. Rồi lên sẽ thấy mình nha, thấy chợ mình bán nha. Nha trang biển xanh. Đúng rồi, nha trang biển xanh. Anh ơi. Ơi. À. Quay cho em ai được cái gì ấy? Mua gì? Anh mua cúc đi em ơi. Mua cúc à? Ủa em bán cúc hả? Em mua. Ủa con bé này bán cúc mà. Bé nó mua thì anh mua cho em. À dụ nữa, dụ nữa. Ủa chưa chồng hả? Ủa chưa chồng thiệt hả? Chưa chồng. Chưa chồng hả? Không. Gái lưng lên. Hen. Em gái. Từ từ. Từ từ. Đây. Còn 6 con đang được mua không? Đây. Ủa em gái. Dạ. Người ta nói là em chưa có gia đình hả? Dạ chưa, giờ anh kiếm à. Em một anh đi. Rồi một anh như thế nào nè, tính tình như thế nào nè, nói cho khán giả anh biết nè. Rồi tính tình. Đó, 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 gián đoạn rồi. Rồi đi là đi luôn á nha. Em đã không vui, bên đây là bạn một muối nè. À, cá mực khô nè. Rồi. Rồi, phải đắt chưa? Rồi, cảm ơn em. Nha. Rồi. Rồi. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi. Anh nhìn thế nào? Rồi. Rồi, nhìn thế nào nữa nè. Không nhậu đúng không? Không nhậu đó. Nhậu, phải nhậu. Phải nhậu hả? Nhậu, nhậu say thì sao? Mà tô phải tém luôn, nghe hàng với em. À, vậy đó hả? Vậy đó hả? Cái này có chồng ở trước nhậu với em đi nhậu phải đi theo. Rồi anh Tèo coi nha, anh Tèo trả lời nha. Dạ. Cái này anh Tèo nhớ xem bình luận. Kiếm một anh khoảng 55 tuổi trở lại. Rồi 70 được không? Vậy được, 70 mà 70 rồi. À. 70 còn đi nổi không trời. À. Anh nghĩ sao em vậy, anh ghẻ cho 70. 50, 60. Ủa em nghe ta nghe một cái câu á. 70 chưa hẳn là về. Dạ. Có cũ cũng vừa 15 mà. Dạ, đúng không? Được. Đó, 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 nói nè 70 cũng được liền. Thôi chờ em gái vô tính nha. Dạ. Rồi chờ em gái. Em nó cũng vui. Tiểu thương ở đây cũng vui, bà con cô bác chứ. Rồi chào mấy chị bán ké nha. Chúc may mắn nha. Ờ bên đây là hả? Ủa ai cũng chưa chồng hết là sao vậy? Đó. Bên này là chị bán thịt bò. À, bà bán chả cá. Rồi chị này bán thịt nè. Rồi rồi lên thế giới luôn nha, ủng hộ thịt chị nha. Đây còn 2 nè. Số nè anh ơi, quay số nè bán. Quay số. Đây không có cắt này hả? Em lên TikTok này. Thôi. Con nó lạc đây sao vậy? Hả? Con nó lạc đây sao vậy? Dạ. Nha trang biển xanh. Nha trang biển xanh. Thôi em chào chị bán thịt nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Nhật đông lắm hả? Nhật đông lắm. Dạ. Đúng rồi, cũng nhật á. Dạ. 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 Bữa nào cái lộn điện em chạy đây nha. Anh trai. Rồi bên này là bán rau nè.
Hả? Bánh gì? Bánh kem, bánh đồ ăn. Bánh kem hả? Anh ơi, ơi. Cái gì kia, cái cổ bên đó, anh phép sụt đề chúa đồ á. À. À, bé đề, bé đôi đỡ đề lãnh đề chúa kìa. À, bây giờ đi rồi, đâu quay lại đâu. Bé giờ đi rồi. Đề chúa đâu. Bữa sau anh phép khoảng 200 ngàn cây chúa. 200 ngàn chạy sữa hả? Đây nữa, có đơn nữa. Chọc nữa, chọc cô nữa. Dạ, chào cô. Hả? Đây còn bánh mà, còn xôi mà. À. Hả? Hả? Có mấy chục ngàn hả? Nhiêu đây mà mấy chục ngàn hả? Hả? Hết là mấy chục là mấy chục. 80. Hết là bao nhiêu tiền? 80 ngàn. Thôi bây giờ mình mua hết luôn nha. Là về luôn đúng không? Ừ. Thôi bây giờ làm đi. Không, bên đó còn nhiều mà. Ủa, mình mua mình phát cho mình ở đâu là một bịch như vậy? Ừ. Chứ mình đâu có hả? À, ăn gì mà hết. Một bịch là bao nhiêu tiền? Mình bán 5 ngàn, 5 ngàn á. Ủa 5 ngàn hả? Bịch đi mà 5 ngàn hả? Dạ, dạ. Ủa bịch này mà 5 ngàn hả? Dạ, nhà quá mè. À. Rồi, vô đây là 80 ngàn. Em gái ơi, tên gì vậy? Em tên Vân. Rồi, bây giờ phát cho mình đi, bà con có nhà ăn thì ăn đi. Thôi. Lấy nè. Rồi, hết rồi đó. Rồi. Chán giờ em quay ruộng đụng chùm nè. Chán giờ quay ruộng YouTube đụng chùm bánh nè không ạ? Ăn gì đấy ơi. Cho mấy cái nhỏ. Rồi. Ăn bánh rồi. Rồi phốc nè, phốc nè. Rồi em mời vô bánh ha. Đó, anh với số nè. À, chị nè. Rồi. Rồi. Rồi anh ơi. Anh. Em mời xôi anh ha. Rồi. Rồi còn cái này nè, thôi ở đây ai mời em đưa giùm anh ha. Yeah. Rồi. Hả? Mua giùm hả? Ừ, hết rồi. Dạ, yeah, cảm ơn. Rồi anh gửi tiền nè. Thôi hết rồi, mua chút chút là còn hết tiền luôn á. Đây em gái. Thôi có duyên thì gặp đi ha, 80 ngàn. Rồi. Rồi xong rồi ha. Dạ, yeah, cảm ơn em đi sẽ phát cho mấy người. Ừ, 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 chào em ạ. À. Rồi bây giờ Phương ra lại chợ. Hả? Thôi em cũng ủng hộ rồi, ủng hộ mấy người kia rồi. Thôi cố gắng lên đi chị ha. Rồi bên đây là em bán hành, bán bánh nè. Bên này là chị bán đậu phụng, bán khoai lang. Dạ. Dạ. Nãy giờ Phương quay ở chợ này cũng lâu. Bây giờ Phương sẽ đi xuống Lệ Cam để gửi một món quà trong cái cụ rất là khó khăn á bà con cô bác chị. Bây giờ bà con khán giả tiếp tục đi với Phương ha. Phương mới quay chợ xong thì Phương ghé lại một cái hoàn cảnh của cái bà cụ ở thôn Lệ Cam á bà con cô bác chị. Cái cụ này Phương quay cũng 7 tháng rồi, 7-8 tháng gì đó. Thì Phương cũng ghé lại thăm bà. Bà ở trong một cái nhà hoang này. Bây giờ Phương sẽ vô ha. Bà chỉ sống một mình thôi bà con cô bác chị. Đây cái nhà của bà này. Đây là người ta làm là cho ở thôi. Đây nè. Bữa nay là thấy cái bạc mới rồi nè. Ai à, cho cái bạc mới rồi nè. Dạ con chào bà. Dạ. Dạ. Mưa gì mà ở ngoài đã nó cứ dạ. Nó
Bà cứ ngồi đó đi bà. Bà cứ ngồi đây đi. Bây giờ Phương sẽ chui vô ha. Anh Tâm cầm máy giùm cho Phương. Dạ con chào bà. Bà kéo cái áo lên giùm con chút xíu nha. Thầy nó bà, có lên, lên. Dậy chút. Dạ 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 bà. Bà nhớ con không bà? Phải đây. Tâm không? Dạ. Phải chú Tâm không? Không, đâu đâu con đâu phải tên Tâm đâu. Con ghé bà một lần rất là lâu rồi. Thôi, dạ. Cảm ơn chú, hôm nay bộ khiến tôi dạ. Cũng hết rồi thầy. Dạ. Hết rồi hả? Bạn ngồi xích vô một chút coi bà. Cái đây để cho dạ. Biết để cho mưa chảy toán chiếu cho nước hết trơn rồi chú. Dạ. Trời dạ. Sao nó không chết cương gì biết không? Sao vậy bà? Tôi trông cho nó chết chứ mà dạ. Nó không chết. Dạ. Rồi dạ, rồi ai nấu cơm cho bà? Nói đúng rồi, con cháu nó người ta rửa nó bưng tới một chút rồi. Dạ. Còn có gạo có đồ ai cho gì thì dạ. Mượn nó đem về nó nấu. Dạ. Có hồi nó nấu, có hồi nó mắc làm nó. Dạ. Bà ơi, con có nghe một cái người nói đó, bà cũng có những người con mà không lo cho bà đúng không bà? Đâu hai dâu dạ. Tôi nó bỏ, dạ. Dâu con nó bỏ. Dạ con cắm một chút xíu nha. Con cũng mới nghe người ta nói đó là đúng. Bà có con mà đúng rồi, bây giờ dạ. Cho tôi phải cháu cho tôi mượn cái đây nói để đưa lên trên dạ. Đó dạ. Phạt cho chừa dạ. Hỏi cho con vậy mà giờ hai dâu tôi nhà nước phát lương tôi dạ. Thì nhà nước chính phủ này làm 3 tháng mới có dạ. Lương toàn quyền tháng dạ. Được 1 triệu giờ nó dạ. Thiệt với mấy chú dạ. Mà nó phát tôi nó đưa tôi cái con lớn nó bậy nhỏ đưa 500 mà để dành chết tôi thôi chứ giờ tôi nằm đây không tiền uống thuốc nè dạ. Không tiền ăn uống dạ. Hàng ngày mà nó dạ. Bây giờ nó biểu nó giam rồi dâu con dạ. Gì là hay trò dạ. Thành tôi nói để tôi nhắn lên thì nó bỏ ghét là lâu dạ. Lâu nó xuống nó chửi vài tiếng dạ. Nó đi. Bà ơi, lỡ con quay gì đó, rồi con bà thấy rồi có le bà nữa không bà? Nó mừng không chứ nó la. Sao vậy? Nó mừng lắm, ai tới nuôi tôi nó mừng, nó khỏi nuôi mà cái đồ dạ. Thứ con gì mà thiệt hết chứ tôi nói thiệt với mấy chú, cũng nhờ mấy chú dạ. Tố kéo lên nhà nước dạ. Giùm cho không, tôi. Cái đó chuyện đó con không biết mà, thì con cũng nghe nói như vậy đó. Đúng rồi, chú bà, cảm ơn. Bà mấy người con bà? Ba người mới chết thằng coi chưa mãn tan cái bàn thờ coi bàn thờ dạ cũng. Sao mất vậy bà? Thì cũng sình sàng uống rượu rồi đường cá ngã ba rồi dạ. Vợ bỏ dạ. Rồi buồn đời rồi trúng gió rồi ta, cô bác bà chở ra bệnh viện mà chịu không nói gì dạ. Đây rồi chết dạ. Thành dạ. Bây giờ cái bàn thờ nó chưa mới giáp năm dạ. Á của bàn thờ bữa nay tanh bành không dạ. Còn kia bàn thờ đâu bà kia, cái nhà ngoài kia à, chút nữa con ra qua bàn thờ ngồi đó chứ không đem vô đây hả? Thì có nhà không? Có nhà không bà không cha không ngửa gì hết dạ. Có vợ không? Con bà mất rồi, anh đó có vợ không? Có vợ, có con ở Hà Liên kia. Ở Hà Liên á, ở thôn Hà Liên á. Ở thôn Hà Liên á, dạ. Mà cái thằng này nó cũng bằng chú vậy. Dạ. Nó đi làm gì dẫn dương du lịch á. Dạ. Mà giờ nó cũng nghe lời má nó cũng có tham viếng vậy. Từ ngày ba nó chết, nó trở về đây. Nó để nhờ nằm rồi nó đi thiêu, có dạ. Sao nói vậy. Dạ. Giờ tôi con mình tôi không biết nhờ ai dạ. Rồi trơn con dạ. Thì nó ác ở tay. Dạ. Giờ tôi nhờ nhất là nhà nước nuôi dạ. Giùm cho tôi. Dạ. Hỏi cho tháng lãnh xuống rồi đưa hết xuống tôi cho tôi dạ. Mà nếu mà có tiền ấy tôi chích thuốc ấy dạ. Như là tôi uống thuốc đồ vô nó sống dâu được dạ. Nó lâu được một chút dạ. Dạ. Chứ đây trời hôm qua này muốn chết khen nói mệt là muốn tắt thở không dạ. Chú à dạ. Đó, cũng nhờ dạ. Mấy chú cứu dạ. Giùm tôi được ngày nào được cho tôi không muốn sống con gì sao sống dạ. Bà mấy người con bà coi như là hết trội thì chết hết hồi mấy ôm hồi ngụy á dạ. Rồi ba nó mất hồi Việt Nam Cộng Hòa đó dạ. Ba nó chết rồi tôi trên đất tôi thằng cảnh là bỏ xác luôn không dạ. Có lấy thay được dạ. Tôi mới dẫn tụi ở chồng bà là đi lính Việt Nam Cộng Hòa dạ. Rồi chết ở đâu bà? Chết ở trên Hà Lào, trên Ngọc Tây Ba đi dạ. Bên Hà Lào, ở Hà Lào đó anh Tâm ha dạ. Giếng giùm lên chút dạ. Chết trong bển nè dạ. Tôi mới dẫn tụi nó về này dạ. Họ liêu chiêu lít ít khổ dạ. Quá đây dạ. Dạ. Tôi mới bỏ thí cho nợ cho bác nó rồi nó, dạ. Nó nuôi rồi giờ lớn nó thụ trả thù tôi á dạ. Rồi mấy người con bà không, bà mấy không. Người con bốn thằng bốn giờ có ai mà chút lo cho bà không? Không có ai lo hết không ai lo đó rồi ăn uống rồi ai lo cho bà vậy tôi nói rồi rồi nấu ăn rồi sao bà? Tôi nói đằng xóm nấu tới giờ dạ. Mai nó mua cho ăn chùm chay dạ. Nó mua ly cháo dinh dưỡng nó để dạ. Kia giờ lát nữa ăn đây đó bà hàng xóm đó hả bà đằng xóm á dạ. Mà tiền có tiền đưa nó chứ không tiền lấy nó đưa cô dạ. Bác đã tới ta cho tôi dạ. Trăm năm mấy chục rồi để dạ. Dành cứ đưa nó hàng ngày á dạ. Ngày nó mua 50-30 rồi chứ còn dạ. Rồi chồng nó mắc đi làm ở đây khổ lắm mắc dạ. Đi làm mà chồng con nó có bữa nó ra nó có bữa nó không tới dạ. Như ở cái thị xã này mà ở cái thôn này đó mà cách thị xã Ninh Hòa đấy thì tầm khoảng bao nhiêu cây khoảng 20 cây hả anh Tâm ha
khoảng 20 cây mà cái thôn Lề Kem này là cuối cùng gần biển luôn anh ha. Đó. Cái ông trưởng ban á nói rằng ổng cũng người lớn làm. Dạ. Rồi bà ở đây đó là cái này người ta cho ở. Cái đây là cái hồi tôi không nhà cửa tôi ở đồ mà đổ người ta không rồi tụi nó con nó thất lạc mới nơi mới nó đi làm ăn. Rồi bây giờ tôi tới ngày tôi già thì tôi đi ra biển kia ngày tới tôi cứ ra tôi bắt ốc thôi chứ mất sáng 7 giờ mà tôi mờ tiếp 2-3 giờ chịu về đi á. Rồi cái hôm tháng 11 rồi nè. Nó nổi lên cái nó cúng tôi cái tự nhiên cái tôi vô cái xong nó lết miết tới bây giờ luôn chứ đi không được. Rồi cái đứa con gái nó có chồng bên kia mà nó khổ quá tay nó có đem tôi về bển nó nuôi được 5 ngày. Nó nuôi 5 ngày cái sau cái chừng cái tôi không chịu tôi đòi về cái chỗ này để đi làm ăn còn cái nhà này cái hồi cái thằng xóm mày nó chết. Nó ra nó chết đuối. Rồi hồi cái nhà ra cái còn cái bếp không tôi mới này còn cái bếp tôi mới vô tôi ở thí 4-5 năm rồi. Rồi mấy thằng em cháu tôi mấy hôm nó còn sống nó sửa giờ thằng em nó chết rồi không ai sửa. Bữa mấy cái chú cũng bên từ thiện bên chú ra chú thấy gì chú mới hai chú chú mới mua cái bà gì đó bà nghe bà gì bà chợ tâm bạc cái bạc mới này cái bạc mới con mới thấy là bữa trước là thấy bạc tê tua luôn đúng không bà tê tua nè còn rớt cái bạc mới tê tua rớt bóng khuya hệ hết nè một thành giờ tôi nói giờ nằm đây giờ bà mong cái gì bà giờ tôi mong sao mà cho cái chỗ đây vậy chứ hỡi mưa bữa ngày mưa nước hết trời trơn nằm tôi không có chỗ nằm giờ tôi mong sao nhờ nhà nước chính phủ gì nuôi tôi cho tôi số tiền khá khá. Vô, bà như mà con đăng lên này đó có nhiều người muốn đưa bà vô cho chạy Dương Lão rồi bà đi không? Đi nhưng mà có con nó nhận bữa. Sao? Bữa ông ở trên Đà Lạt Ban Thuộc ấy ông cũng giàu có rồi ông xuống ông cũng thăm tôi rồi ông cho nè. Ông chở cái đây xuống cho nè chơi bữa gì không có gì. Bà thích vô chạy Dương Lão không? Thích mà nghe người ta nói vô đó rồi con nó không có tiền nó gửi vô càng chết nữa. Đâu cái đó là nhà nước lo chứ. Thôi cái đó thì bà thích bà ước mong là vô chạy Dương Lão đúng không bà? Tôi cũng ước mong rồi ai chở tôi đi đâu chở nuôi được chứ đừng ở đây nhiều khi mưa rồi gió nó sập xuống rồi có lỡ chuyện gì không ai lo. Thì đúng thầy. Nói gì bà? Vậy tôi nói mua Phật tôi nằm đây tôi cứ niệm Phật mất rồi trời Phật không thương rồi chết rồi không dám làm nó có chúng nó trông chứ giờ. Dạ. Bây giờ trước nhất là tôi mong xin tiền để mua thuốc uống. Dạ. Vậy, bà bệnh gì bà? Tôi đủ chứng bệnh hai cái chân bị khớp con mắt đuôi rồi đuôi con chú có thuốc gì nhỏ tôi giờ cứ gửi tiền cho nó mua thuốc này mua thuốc này nhỏ bây giờ bà còn tiền không tiền đâu nữa còn hai ba bữa đây không còn đồng nào đồ dầu đây cũng đằng cô bác người ta cho này ta ra ta cho đồ mua gửi thuốc cái này là cái nhà bỏ hoang hả bà ha cái này là cái bếp đúng không bà cái nhà cái thằng kia nó chết rồi dỡ tan nó sập tan tành 20 năm mà tôi rồi tôi mới vô còn cái bếp này tôi mới vô tôi chung tôi ở thấy à dạ rồi người ta có nói gì không bà đâu người ta cho mà tại vì chừng cái thằng gia đình cái thằng chủ nó tới đây á hơi đất thì sẽ không cho đất của nhà nước dù tôi ở đây chỉ sẽ tôi ở mấy cũng được ở đây chứ còn mắt nó đuôi không thấy nhỏ chứ không nó nhức quá chú. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 80 á. 80 tuổi rồi. Bà nhắc lại bà tên gì bà? Nguyễn Thị Lùng. Dạ. Nguyễn Thị Lùng. Dạ, ngày trước là ở thôn xã nào bà? Cũng sinh phú hồi trước tôi ở đây 20 năm mà giải phóng mà tôi về tôi xuống đây. Ở Lợ Cam này. Lợ Cam tôi ở đây lâu mà quê hương tôi Lợ Cam hồi nhỏ tôi phía nội ở Lợ Cam mà. Dạ. Rồi sau này ông gia má tôi bơi vòng tôi đi tham. Dạ. Giờ tôi sao có số tiền để mua thuốc bổ đồ uống. Dạ. Ví dụ tôi mà có tiền tôi truyền nước, tôi chích thuốc vô là nó khỏe được. Bây giờ thì con cũng có một số tiền nhỏ gửi cho bà. Cảm bà nhờ tôi. Ai đó? Bà người ta nhờ người ta kêu giùm truyền nước cho bà nha bà. Nha bà. Giá chịu. Dạ. Thì có tiền là kêu nó tới nó truyền giờ nó không tiền nó chơi nó thấy mình gì nó cũng muốn tới. Dạ. Bây giờ Phương sẽ trao cái số tiền 500 ngàn. Thì Phương quay bà cũng rất là lâu rồi, hình như là 7-8 tháng gì đó. Đúng rồi. Một cái em ở bên, cái cháu này ở bên Dubai đó bà. Trời, ở bên nước nó hoài. Dạ, Dubai đó. Là thấy bà gì nè, có gửi cho bà một phần quà nhỏ là 500 ngàn. Nhân bà. Cảm ơn. Đây nè bà. Cảm ơn chú. Đây nè bà cầm nè bà. Rồi bà, đây 500 ngàn của cái cháu bên Dubai. Nhân bà. Cũng ăn cái chú gì bên Dubai luôn gì. Dạ, cái cháu bên Dubai, cháu gái. Cũng cảm ơn cô đó. Dạ. Trời ơi,
giờ mấy chú cho giúp tôi ngày nào tôi mừng ngày nấy. Dạ. Tôi đi một tháng là mấy chú trở lại giúp tôi. Dạ. 500 triệu tôi biết ơn, tôi sống chứ đây tôi cũng sống lâu nữa. Dạ. Tôi nói chắc nợ trong tháng 9 tháng 10 này tôi cũng chết ở đây à. Dạ. Tại vì bằng đôi cố gắng lên bà. Dạ. Rồi bà nhận giùm con ha. Cảm ơn hai dạ. chú. Buồn quá ăn uống dạ. không được thì trời chú à. Đây là một cái bếp bỏ hoang. Bỏ hoang này có còn khói nè. Rồi bà cũng nhào vô đây bà ở. Ở thí dạ, ở nhà đâu ở. Mà gió thì không biết nó sập lúc nào. À, dạ. Tường răng thì răng tường đã mục rồi. Răng răng rồi. Đây. Thì còn có cái hốc dạ. đây thôi. Cũng nhờ mấy ông dạ. em chở đồ ra. Dạ, ra. Vậy thôi bà nghỉ đi em bà. Bà đang ăn đi nha. Cảm ơn hai chú. Mấy giờ rồi chú? Dạ, bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Mấy chú đi trưa nắng quá mà mấy nay này không mưa. Dạ. Đây này tôi sợ chiều mai đi sắp dạ. mưa lại tôi. Mưa là bị giọt. Mưa là nó chảy xuống ngoài Ủa, kia. Ủa có cái bạc mà. Cái bạc mà ở ngoài cái chỗ cửa sổ kia nó theo sợi dây nó chảy xuống đường nước đây nè. Dạ. Nó chảy xuống đây ướt vô hết tới đây dạ. là mà lẽ chiếc chiếu gì giờ hết còn chỗ đây chọt quá nằm không hết. Dạ. Co không à. Dạ. Thôi cỡ tới đâu hay đó tôi cũng cảm ơn mấy chú cũng dạ. nhờ mấy chú cái cô gì ở bên dạ. đó cũng gửi lời qua bên đó cảm ơn cô. Dạ. Cô có hàng tháng sao cô thương tôi. Dạ. Cô giúp cho tôi được ngày nào giúp. Dạ. Bây giờ nếu mà có giúp đó thì bây giờ không biết có một cái tài khoản tự nhiên nhà con xe lắm. Đây đến 30 cây lượng bà. Sài Gòn không? Cô ở Nha Trang đó. Ở Nha Trang 30 cây luôn. Mấy đứa đó. Mấy cái đứa mấy cô tấp bà cũng thường ra đây thăm dạ. cho tôi bánh rồi chở gạo dạ. mì tôm. Mà bây giờ biết ai mà có một cái tài khoản đó có thể thì con liên lạc ở với họ mà nếu có nhà hảo tâm là giúp bà đó thì con chuyển qua tài khoản thì được. Chứ bây giờ thì nó quá xa. Nếu mà con có duyên thì gặp cái nhà hảo tâm nào giúp bà đó thì con có thể là con quay lại. Chứ cái bà thì mong là tháng nào có tháng đấy đúng không bà? Cũng vậy. Dạ. Tiền nhà nước ở trong nhà mong tối tháng. Dạ. Tối tháng cái nó lãnh nó dạ. nó không gửi. Tiền về đó. Mấy bà dâu giờ ứng quá. Dạ. Cũng cảm ơn hai chú nhiều. Dạ. Còn con trai? Con trai thôi nó sợ vợ lắm. Dạ, gì đó bà. Thì đó, rồi dạ. nó vậy mà. Dạ. Rồi thôi bà nghỉ nha ông bà. Cũng cảm ơn hai chú nhiều nghe. Dạ. Hai chú giờ đưa lên giúp cho tôi cứ đưa. Rồi gặp cái cô bác nào riêng nữa dạ. cô giàu có làm ơn làm phước cũng như dạ. cô từ thiện cũng dạ. như hai chú mà đi đến đây dạ. vậy dạ. Đó, có quen ai dạ. thì nói giùm cho dạ. ta tới. Bà cũng mong là vô trại dưỡng lão đúng không bà? Mong mà điều dạ. nó nói có con nó không có con không ký giấy nó không chở đi à dạ dạ rồi nó không có tiền nó gỡ vô dạ. trại dưỡng lão như bà ở đây thì bà mong cái gì nè mong sửa thì không được rồi đó cái này là phải xây rồi là đâu được đâu bà cái đây đất của người ta mà đất nhà nước dạ đất nhà nước mà không mà nếu tôi phải còn có ai thương thì ở gần đây có cái nhà mà còn trống trống mà để cho bà vô ở hả bà ha không người ta không cho ở đâu dạ. ở đây ai ta cũng có nhà như dạ. ở đây người ta mắc nợ người ta xiết nhà xiết cửa cái con cháu bên kia nó cũng khổ dạ nó có nhà có cửa mà dạ. ta lấy nợ rồi dạ thì thôi bà nghỉ đi bà rồi thôi giờ tôi dạ. cảm ơn hai chú tôi sống được ngày nào tôi dạ. được ngày nấy chừng nào tôi có chết thì gì mấy chú khỏe khỏi lo nữa chứ không gì hết dạ không cái này cũng có duyên á bà có duyên thì con gặp thôi chứ cũng lo gì đâu nghĩa là có dịp con đi ra đây đó thì cũng có nhà hảo tâm cũng nhớ đến bà rồi ra gửi á bà mấy dạ. ở trong cái tháp bà có cái cô Phụng á cô Phụng là cổ hồi giờ cổ tối đi 4 lần là tợ lắm dạ với cái chú Tâm cũng bằng chú vậy bữa dạ. chú ra chú cho 400 dạ còn cô Phụng thì là cứ tháng cô chở ra cho thùng mì tôm với 1 chục ký gạo dạ. với nước mắm rồi đồ này để cho anh mượn cháu nó đem vô có nó nấu cho tụi đi nó khổ nó không có tiền nó nở mà không có tiền mà mua dạ. đường mà giá mắm người ta cho đường tôi dạ. nó ra nó xin mà nó tới nó xin giá mắm ở đây khổ lắm vợ nào chồng lấy nó khổ dạ. Trời, dạ. Trời, thôi cũng cảm ơn hai chú nhiều vậy bữa dạ. nay bắt đầu tôi sống được vài ngày nè dạ dạ thôi bà nghỉ nha cảm ơn dạ bởi ông bà thương dạ. tôi cũng cầu chúc lợi cho hai chú bình an sức khỏe dạ đừng có gì xảy ra hết dạ rồi giờ mà cũng Nam Mô A Di Đà Phật dạ vậy con chào bà nhân bà bà nghỉ nha cảm ơn chú dạ đây cái bây giờ Phương nhờ anh Tâm đang đào phiếu ngồi đây là bà thời con bà ở ngoài đó bà ôi dạ đây là cái bếp nhà bếp của người ta vô dạ, có đây là bên đây là thờ con bà nè dạ dạ đây nè dạ
Dạ, bà nhờ nghĩ đến con là nhớ con. Video này cũng dài bà con cô bác chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Thôi một lần nữa cũng chào bà nha bà. Dạ. Có duyên thì con gặp lại bà nha bà.